Vâng, xin chào tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Chiều ngày hôm nay thì em đang về một chiếc xe với số tiền chỉ là 58 triệu đồng mà thôi. Và bây giờ mời anh chị theo em trải nghiệm của chiếc xe 58 triệu đồng này, coi em nó chạy như thế nào nhé. Hồn số xe này rất là nhẹ nhàng nha anh chị nha. Tay lái thì tay lái trợ lực, hiểu không? Rất là ok. Đồng sơn si nội thất rất là sạch sẽ. Xe này tên em nó là Kia Spectra nha anh chị nha. Sản xuất đời 2004, đăng ký 5 chỗ ngồi, không hết nhiên thằng máy lạnh, đau phục nè. Xe này có hỗ trợ một màn hình Android nha anh chị nhé, nhập dịp tình kiểu con và điểu luôn ha. Một con số nhẹ nhẹ, đèn còi xi nhan, mọi chức năng đầy đủ, không thiếu một cái gì hết. Anh chị nào chỉnh chế chiếc xe này thì xem hết cái video này, rồi thì thấy thích chốt thì chốt ha. Bên em cũng có dịch vụ là vận chuyển từ Nam Bắc nhất. Mấy chị nào ở khu vực ở ngoài thì xin vô lòng nhận xe tại bến xe Mỹ Đình hoặc Đông Anh Hà Nội ha. Với một số tiền vận chuyển thì một chiếc xe nhỏ như vậy thì là hết 5 triệu nha anh chị nhé. Rồi bây giờ mời anh chị theo em review về chiếc xe này, cho em nói như thế nào nha. Dòng xe này thì thích hợp cho quý anh chị lấy về anh chị ha. Đó, anh chị nào mà đang kinh tế ít thì đây là một sự lựa chọn cho anh chị lấy về, lái khá là ok luôn. Với số tiền 58 triệu đồng thôi anh chị cũng ngay chiếc xe này. Anh chị đó, con anh chị trên đường rất chi là ok. Đó, anh chị này đâu à, chỗ nào thiện chứ thì cứ alo chứ, rẻ như bèo. Nhưng cũng có tiền đi xe hơi nha, quý anh chị đừng đến với ô tô gì hết. Không khí buổi chiều hôm nay thì trời rất lạnh lắm, chi là ok luôn anh chị. Vâng, lại một lần nữa em rất vui khi gặp lại tất cả các cô, chú, anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Chiều ngày hôm nay thì bên em mới vừa cập bến thêm một chiếc xe, bảng số đang đeo là 51F41808. Tên em nói là Kia Spectra, sản xuất đời 2004, chiếc xe này đăng ký là 5 chỗ ngồi với phiên bản là số sàn. Tay lái trợ lực, đồng sơn si, nội thất rất chi là sạch sẽ nha quý anh chị nha. Xe thì sở hữu một dàn ghế nỉ rin theo xe, một màn hình Android 9 inch, một camera lùi. Đăng kiểm thì còn khá là lâu nha anh chị nha, đăng kiểm còn tới tháng 7 năm 2024. Xe này thì quý anh chị đi đăng kiểm lại là một năm nha anh chị nha, xe không hết niên hạn. Đây, nước sơn bề ngoài thì trước sự màn hình quý anh chị thấy không? Em nó rất chi là sạch sẽ. Với số tiền chỉ có 58 triệu đồng thôi là anh chị sẽ sở hữu ngay một cái xe tập chạy tập lái, che nắng che mưa, vừa đi vừa đẩy, điều xịn sò là form dáng dành cho mấy anh trai đi tán gái cũng khá là ngon lành cành đào luôn anh chị không. Đèn bọng rất là sáng ha. Con xe này thì bốn cái mâm của em nó là mâm đúc nha anh chị, đã sơn màu đen. Bốn cái vỏ thì con chung chung cũng được coi như là 70-80%. Xe thì đã được dán phim cách nhiệt lên về che mưa, bốn tay nấm cửa mạc chrome. Nội thất ở bên trong của em nó thì trước sự màn hình quý anh chị thấy, ta nói không thể gì mà chơi được. Em nó sở hữu một dàn ghế nỉ zin theo xe rất là xịn sò và xinh xắn, nhìn thấy không? Quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Ê, một dàn ghế nỉ nè. Đó, cái gì mà đồ nỉ zin theo xe á, tự nhiên những cái xe mà xe cỏ mà thấy những cái ghế nỉ là nhìn rất là thích nha cô chú anh chị. Đó, trần bọng nè, nhìn thấy không? Đó, tắp bi tắp lô sạch sẽ thôi. Đó, vân viết ok, bốn tắp bi cửa nè. Theo ngày tháng thì em nó cũng te tua tàn tạ ha, xấu xấu bẩn bẩn nè, cũ mục cũng rách nát nhưng vẫn còn xài được nha quý anh chị. Con xe này sơn rin nè anh chị thấy không, cũng còn khá là nhiều những cái nách cửa, những cái ở trong là còn sơn rin. Chỗ này keo chỉ bị mất, cái này là bị rụng nha anh chị nha. Đó, chứ không phải là bị ấy đâu, tại vì ở đây là em nó còn sơn rin nè. Thì theo năm tháng thì những cái xe cũ mà nó không quan trọng anh chị, quan trọng là máy móc gầm bè, giấy tờ đăng kiểm còn là lượm thôi, chạy đừng có nằm đường là ok rồi, đừng có đẩy thôi nha anh chị ha. Còn xe thì va quẹt cứng đụng thì bắt buộc phải có rồi, không thể tránh khỏi được đâu anh chị, xe cũ mà. Đó, keo cột chỗ A chỗ B nè, nước sơn zin vẫn còn nha anh chị ha. Thì những dấu hiệu đó chỉ cần nói lên xe mình là không bị cứng đụng vào trong trụ anh chị ha. Đó, thường thường mà ta mà cứng đụng mà vô trong trụ là nó rất là nặng nha anh chị, còn va quẹt thì bình thường thôi. Đó, sơn zin không ta nói nè, cái gì zin nhìn nó cũng sướng anh chị ha. Đó, ngon lành cành đào, bốn cái tắp bi nè, vâng là cho thôi, vẫn còn len ben len scan ha. Đó, có những chiếc xe cũ thì có một hai điểm mà nó phải xấu nha anh chị nha, chứ nó không thể nó hoàn hảo được. Có nhiều quý anh chị cô chú mua chiếc xe cũ mà
đòi cái gì nó cũng mới thì nó khó lắm anh chị, khó kiếm lắm. Tại vì số tiền này là một số tiền thích hợp cho quý anh chị tập chạy tập lái, che nắng che mưa ha, vừa đi vừa đẩy ha, nó đều xịn sò, dành cho mấy anh trai nào chịu khó tán gái là ok. Đó, anh trai nào mà dùng xe này đi tán gái được mà lỡ mà dính được thì cũng đừng lo là xui là kêu là tại duy anh nha, đó là khó lắm nha, khó quá thì mình bỏ qua nha. Đó, đồng sơn si sạch sẽ thôi, 58 triệu đồng là anh chị sẽ sở hữu ngay một chiếc xe này. Đó, trăm năm thì Kiều vẫn là Kiều. Anh chị xem xong video thì nhớ đăng ký subscribe nha. À, đồng sơn si. Ok chưa? Rồi, đến cho anh chị hệ thống vàng bên bên cái tài. Anh chị thấy không? Đắp bi nè. Con xe này được cái ở trong là hầu như là nước sơn zin hết anh chị nha. Nách niếc là nước sơn zin hết nè. Nó liền lạc lắm. Nó sạch sẽ, ngon lành cành đào. Cửa nẻo đóng rất là khít. Đây, cánh cửa đằng sau bên tài nè, được cái 4 tấp ly. Rất là sạch sẽ, anh chị thấy không, sơn zin nè, chân chim nó nổi nè, ngon lành đó. Với số tiền là 58 triệu đồng thôi là một sự lựa chọn cho quý anh chị cô chú. Bước vào hệ thống bên trong thì xe này là phiên bản là số sàn, trần bọng đèn đóm đột, ngon lành cành đào hết vậy nha, vẫn còn đèn hết ha. Đó, chân nỉ số sàn 5 cấp, côn số rất là nhẹ nhàng, một màn hình Android 9 inch, một camera lùi rất siêu nét. Vô lăng thiết kế kiểu 4 chấu, mặt đồng hồ sáng, hai gương hậu chỉnh điện, 4 gương chỉnh bằng điện luôn, đèn còi xi nhan đầy đủ các kiểu con đà điểu. Rồi bây giờ em sẽ nổ máy cho quý anh chị cô chú các bạn tham khảo. Máy lạnh thì khỏi suy nghĩ luôn anh chị, lạnh sâu như Đà Lạt, không lạnh thì không lấy tiền. Đó, tay lái nè, trợ lực, đèn còi ok. Nói chung phân khúc xe cũ với một số tầm tiền như vậy là một sự lựa chọn cho quý anh chị cô chú nào đang trong quá trình tập chạy tập lái ha, che nắng che mưa chạy vòng vòng. 58 triệu đồng thôi là một chiếc xe form dáng nhìn rất xinh xắn. Con này dung tích xi lanh của em nó là 1.6 nha quý anh chị. Coi lại đầm đâu à? Đây, dung tích xi lanh là 1.6 full xăng điện tử, xăng thì rơi xăng tầm cỡ 7 lít xăng. Anh chị thấy cái vú bò nè, đỉnh tán là vẫn còn hết, rất là liền lạc nha anh chị. Đây nguyên dàn đầu nè, không có cứng đụng luôn nha anh chị, không có vô trong xương chậu. Nó bình bọng mới, hai bên vú bò còn ok, nắp capo sơn zin hết anh chị, keo chỉ là căng đét càng đẹp luôn. Máy móc thì anh chị khỏi suy nghĩ luôn đi, máy nổ rất êm, rất thì thầm, rất là tí tách, khô ráo sạch sẽ, không nhớt không nhem, tem zin còn luôn, quạt luôn còn luôn nè chị không. À, tem zin nè. Đó, anh chị nào yêu quý chiếc xe này đúng tay đúng chân đúng cầu đúng nhịp thì cứ xin vui lòng liên hệ với em Duy ha. Và bây giờ mời tất cả các chú chị theo em kiểm tra về hệ thống dàn khoang gầm của em nó như thế nào. Con xe này được cái dàn gầm rất đẹp nha quý anh chị, là gầm bệ này vậy thôi, vàng ươm mà nhìn nó rất là sướng. Nào coi hai cái cây ba đời sông của em nó anh chị, gầm nè, ta nói nè, nó đẹp gì đâu luôn á chị, nó gầm bệ nè, quá đẹp cho một cuộc tình luôn vậy thôi không, ngon lành cành đào luôn, rất chi là đẹp. Đó quý anh chị nào đúng tay đúng chân đúng cầu đúng nhịp muốn sở hữu chiếc xe Kia Sportage sản xuất đời 2005 này thì cứ xin vui lòng alo cho em Duy qua số điện thoại đó là 0768 22220 để bên em hỗ trợ và tư vấn thêm ha. Đây là một khoang cốp của em nó anh chị thấy không, sơn zin hết là không một mọt luôn anh chị không, rất chi là đẹp luôn. Ok chưa quý anh chị, cái này có cái mâm sơ cua nó mà nó mất cái vỏ rồi nha cô chú anh chị. Bây giờ anh chị kiếm cái vỏ sạc đưa vô thôi. Đó, đeo chỉ nè, căng đét đẹp đẹp luôn, quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Đó, một chiếc xe tập chạy tập lái mà chỉ có 58 triệu đồng là anh chị sẽ sở hữu ngay một cái form xe nhìn rất xinh xắn và xịn sò, đặc biệt cái cũng rất tiết kiệm xăng ha. Rồi cho anh chị xem luôn dàn gầm bên phụ nè, gầm bệ nè, quá ok luôn quý anh chị. À, chị thấy không, con lành cành đào. À, có cái chỗ bên này thì nó hơi bị mọt mọt tí thôi, đây nè, nó phải có một hai điểm nó mọt mọt tí nha anh chị nha, chứ còn xe cũ thì phải chấp nhận. Nhưng dùng sexy nè anh chị không, sexy nè là vẫn còn căng đét luôn. Đó, có những chiếc xe cũ thì mình mua chiếc xe cũ mình tập chạy tập lái thì mình cũng phải chấp nhận một hai điểm, chẳng hạn như chỗ này bị chạy tí xíu ha, đớm tí nè, đớm đèn tí nè, trên này mới này đớm đớm. Thì với số tiền chỉ có 58 triệu đồng thôi thì anh chị quan trọng nhất là mình cần cái máy ngon, gầm đẹp, giấy tờ ok, đăng kiểm còn. Thì anh chị biết rồi, trong thời gian vừa rồi thì những chiếc xe cỏ mà được đăng kiểm
trong thời gian khó khăn nhất thì con xe cái nó cũng phải hoàn hảo thì mới được đăng kiểm nha quý anh chị. Đó, quý anh chị nào thiện chí chiếc xe này với số tiền 58 triệu đồng thôi thì xin vui lòng liên hệ với em Duy. Và đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em, thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và những chuông góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại chị một video sau.